Cục bốt ngay dai. Anh Nghĩa, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Biết chứ sao không biết. Cái chuyện tình cảm của Will và Sin thì ai cũng biết mà. She may be the face I can't forget. The trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Coi như là chưa có gì cả nha. Đề nghị chương trình đừng cắt khúc này. She may be the face I can't forget. Thôi mọi người ơi, thực sự là nãy Trường Giang rất là thích Will nên muốn Will về chứ không hề biết cái vụ đó. Thiệt. Chú này. Tại vì chú chỉ biết là hồi xưa là Will có quen với lại Katie Nguyễn thôi chứ không có biết là cái vụ. Trời ơi. Có cách sống giùm tôi. Trời ơi. Bữa nay á mời chú anh Vũ làm gì? Mời Katie Nguyễn đây mới có chuyện bạn. Maybe the face I can't forget. Sao vậy Giang? Cả cuộc đời em từ khi sinh ra đến bây giờ biết Trấn Thành mười mấy năm chưa bao giờ xin Trấn Thành một điều gì. Dạ muốn xin gì? Có thể nào để Will về với tôi được không? Sao vậy? Em rất là thích Will. Nói gì? Chú để người ta tự nhiên đi. Hả? Để người ta thích về đội bên nào thì để người ta tự quyết định, mình đừng xin xò gì cả. Ủa khoan. Tại sao có một cái hành động lại ngăn cản người ta khi người ta vừa đề nghị một cái chuyện rất là bình thường vậy ta? Anh Thành, anh Giang, hôm nay bé hứa chăm ngoan, hay anh ngồi xuống giùm bé. Ủa, bé sẽ chăm ngoan. Cái hành động đó bổ trợ cho cái hành động này nữa mới ghê. Thật sự là rất là thích Will luôn. Tại vì càng ngày Will càng năng động, càng mạnh mẽ. Không phải có mình Giang thích Will, có nhiều người cũng thích Will nữa đó. Đúng vậy. Ủa là sao không hiểu luôn á? Mọi người ơi, chắc em chết rồi ha. Em chết. Chết rồi ha. Phương ơi, em còn sống Phương à. Chắc là em, trời ơi, chắc chết rồi hay sao á trời. Hôm nay cái bộ đồ nổi bật của em không cứu nổi em. Dạ trời ơi, thôi được. Bữa nay em rất nổi bật bữa nay, nhưng mà bởi vì người ta đang quan tâm tới những cái câu chuyện đằng sau hậu trường đó, em. Những cái mạch sóng ngầm nó đang cuồn cuộn chảy. Anh có nghe gì không? Cái gọi là bí mật showbiz em biết không? Mọi người có nghe gì không? Tuyệt. Tâm hồn em rạn vỡ đó trời ơi. Ai Phương? Hả? Em không vô hình đâu, em dọn trước đi. Nên em nổi bật lắm. Phương ơi, đó thì bây giờ hôm nay cái quyết định của em nó sẽ ảnh hưởng đến an nguy của một số ca sĩ. Anh nghĩ là em nên tìm cách để biết được là mình nên bình yên hay chọn sóng gió. Hay chà. Ủa anh Giang, anh Thành, bình thường mọi người giành giật lắm mà sao nay mọi người kỳ vậy? Bây giờ vậy nè, nói về màu sắc quần áo thì rồi, cái tông bên kia nó vẫn sáng hơn mình, nó hợp với lại Phương hơn bên đây. Sao? Lấp lánh thể về và lấp lánh chứ chị. Nhưng bên em là tông nâu vàng, chị Ái Phương có màu vàng. Đúng rồi. Đó. Là chú Vũ, em nói ý kiến đi. Em muốn như thế nào? Một chị bên ơi, là một người anh thân thiết, một bên là một người bạn lâu năm. Bây giờ em không biết nói câu nào. Bạn lâu năm đi chị. Đây, bạn lâu năm, chị biết em từ rất chị lâu hiểu rồi. Em, chị nhìn mắt là chị biết em muốn gì rồi. Thôi, thế thì để Quỳnh Anh nói ra những gì Quỳnh Anh muốn đi. Chứ bây giờ em nhìn hay quá, nói này cao tay quá. Bạn rồi, lâu năm mời nói, thì... mời nói. Ê, sao tự nhiên mình nói chuyện mà Will nó đổ mồ hôi hột. Quỳnh Anh, em cứ thoải mái đi. Lo lắng gì vậy ta? Thôi, em nhường anh tự quyết định á. Ôi, bây giờ mà còn nhường nhau nữa. Sao tình cảm quá vậy? Ai Phương? Chị? Mình là đàn ông mà nhường phụ nữ. Em nói trước đi. Sao nhường khôn quá vậy? Anh Nghĩa, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Biết chứ sao không biết. Cái chuyện tình cảm của Will và Sin thì ai cũng biết mà. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Coi như là chưa có gì cả nha. Đề nghị chương trình đừng cắt khúc này. She may be the face I can't forget.
Thôi mọi người ơi, ủa, thực sự là nãy Trường Giang rất là thích Vim nên muốn quy về chứ không hề biết cái vụ đó, thiệt. Chú này tại vì chú chỉ biết là hồi xưa là Will có quen với lại Katie Nguyễn thôi chứ không có biết là cái vụ. Trời ơi có cách sống giùm tôi. Trời ơi, bởi vậy em mới nói nè, bây giờ chọn về lẹ đi thì an nè, toàn. Bữa nay á mời Jun Vũ làm gì, mời Katie Nguyễn đây mới có chuyện bạn. The face I can't forget. Trời ơi, tay nắc đời trai Will rồi, ơi. Thôi, Phương ơi, bây giờ nè. Em chọn đi Phương ơi. Không để cho Will với Quỳnh Anh khó xử. Bây giờ em cứ làm theo con tim của em đi nha. Em với lại Ai Phương đang đóng chung phim cho nên nhìn mặt nhau cũng chán lắm rồi. Thôi, tạm biệt. Thôi, đi. Mời Ai Phương về trong thành. Hai đứa nghĩ sao? Anh nói trước đi. Ok. Theo giác quan của em thì bạn này cái âm cuối phát ra trong video clip á thì em nghĩ là không có hay, tại vì nghe nó hơi cũng hài hài như bạn Wow vậy đó, nên là không có hay đâu. Con có nghĩ giống vậy không? Con nghĩ thì là con nghĩ khác, cái nét mặt của bạn ý khi mà cắm hoa và hay là nhìn máy quay nó hơi bị lúng túng thì không giống như là kiểu một người mà quen với máy quay hay quen đứng trước đám đông. Không em ơi, ở các bạn này không phải là ca sĩ hay là diễn viên, họ là những người làm công việc hết sức bình thường nhưng mà chẳng qua là họ hát hay hoặc là họ hát dở mà thôi, cho nên là nhiều khi họ hát hay họ vẫn có thể lúng túng trước đám đông hoặc là trước máy quay. Ok, nhưng mà con vẫn nghĩ là không hay. Không, không hay là nghĩ giống Will. Thế thôi con nghĩ là hay. Cái gì vậy? Em cứ cố tình em đi một vòng phải khác rồi cuối cùng định mệnh lại bắt em giống cái gì thuộc về nhau nó Em nghĩ là hát hát hay đó, tại vì mặt cũng xinh xắn rồi, nói chung là thấy cô này cũng chăm chút cho mọi thứ thì em nghĩ là hát cũng sẽ không phải là quá xuất sắc nhưng mà cũng sẽ ok. Giang, với những cô gái xinh xắn như Xin, Quỳnh Anh thì nghĩ là hát hay hát dở không? Quỳnh Anh thì sẽ là hát ok đó, chú cô luôn có niềm tin ở con á. Will. Dạ. Với những cô gái xinh xắn như vậy thì em nghĩ là hát hay hát dở. Con gái xinh như ai cũng hát hát ok, hát ổn hết anh. À vậy hả? Ý, đâu được. Sao? Cái người hát ổn đâu vô đây. Vậy với em là ổn hết. Có người ổn, có người không ổn chứ. Con thấy sao? Dạ. Con cũng 50-50 thôi. Tại vì nếu mà xinh xắn mà có giọng cao như thế mà hát hay luôn thì nó cũng hơi dễ. Mà nghĩ là chương trình sẽ phải có một gì để đánh lừa hơn một tí, nên là chắc là phải tìm hiểu thêm. Chị này hát hay không thì chưa biết, nhưng mà chưa gì đã thấy mặt rất đúng concept rồi. Chặt gà là phải đeo nguyên hai cái lá chanh, thiếu chanh là phải bắt. Nhưng mà chắc chắn là chặt gà không chuyên nghiệp. Không ai mà cánh mà người ta chặt đôi cái cánh ra như thế cả. Em nghĩ là thế. Cho em hỏi là cái nhà hàng ở đâu vậy để biết cánh chặt gà xấu không hết. Nhưng mà cái mặt ác thiệt. Không em ơi, cái mặt ở đây ác nè, bởi vì do quá trang và do diễn xuất. Nhưng cái mặt trong clip nhìn hiền chứ. Trong không, clip ác, nhìn mặt chặt hiền gà mà chết bị ta. À lúc chặt gà hả? Nhiều khi là nét diễn cho biên tập khoái. Hướng đến tận đúng tâm rồi. Tập trung nhập vai. Mà khoái cái concept Noel của bà biên tập mà set up á. Đeo hai bông tai toàn ten, hai đứa chanh này đằng sau nguyên vàng chanh. Trời ơi công nhận biên tập năm nay chi tiết nha, tỉ mỉ chi tiết thì thường quá. Quyêu em thấy sao Quyêu? Cái mùa trước em coi á là mình kinh nghiệm là nhìn kiểu như là thấy ai mà kiểu sáng sủa là sẽ hát hay. Trời, thấy ai mà nhìn kiểu hơi hơi dữ dữ hay là ấy là sẽ hát dở, nhưng mà không. Năm nay em không bị đánh lừa nữa đâu. Em nghĩ bài này sẽ hát hay luôn. Hy vọng là vậy. Hy vọng đi. Hy vọng là vậy. Quỳnh Anh. Con thấy sao? Con thấy là nghĩ khác liền. Nghĩ khác. Không thể giống con tay thấy được. Là không thấy hay. Đúng. Không lo xem tại sao không thấy hay. Tại vì nó là như thế rồi. Tại vì Will nói là hát hay. Gạt cái lý do cá nhân qua cho cái lý do nào nó cụ thể, nó xác đáng hơn chút được không? Nó thuyết phục hơn ơi. Lý do thì hiện tại là con chưa nghĩ ra. Nhưng mà con nghĩ là không hay. Là, chặt gà là không hay tại kế bên nhà con có bà chặt gà, bà không hay, hai bà. Chặt gà là không hay tại vì kế bên con là bà chặt gà không hay. Trời ơi, nghe người hết sức không, tự nhiên giờ chặt gà là hát không hay vậy đó. Kế bên nhà có bà chặt gà hát không hay. Em nghĩ là tại vì thường thường á những cái anh bán chim đi dắt xe đi ngoài đường á là phải nhìn kiểu giải nắng dầm mưa, kiểu nó hơi phong trần bụi đời một tí. Thì nhưng mà anh này thì lên hình rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Có nhiều khi ban tổ chức đánh lừa mình nghĩ là mặc đồ kiểu chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, mặt sáng sủa là sẽ hát hay, nhưng không. Em nghe anh này hát không hay. Không hay, em ngược lại ý với Trấn Thành, đúng không? Ban tổ chức lừa đó. Lỡ mà người ta đi quay người ta phải chỉnh chu thế sao? Lấy lại niềm tin cho anh đi em. Ý kiến của em á là trong từ nãy đến giờ trong các clip thì anh này là người trông rất tự tin và diễn xuất nhiệt tình và yêu nghề nhất. Và yêu nghề chim hay nghề diễn xuất?
yêu cả hai nghề. À. Đấy, và chưa bao giờ thấy ai cầm chim mà vừa cầm mà cười mà cảm giác là như cầm người yêu vậy. Thì người yêu đâu ai cầm đi em, người yêu sao cầm được? Cầm mặt, cầm mặt ấy. Người yêu mà cầm chim như thế à? Cho nên theo em. Theo em thì anh này hát hay. Hát hay.